Cú đánh đầu của Xuân Mạnh. Áp sát, tiếp tục áp sát. Rất nguy hiểm. Bàn thắng được tính cho U23 Qatar. Một tình huống lộn xộn. Lại là một pha bóng đột biến mà Akram Afif gây ra. Người được tính là tác giả của bàn thắng là Anoumes Ali. Cầu thủ chúng ta đã lăn xả. Thực sự đây là một pha bóng mà chúng ta chưa rõ là bóng đã thực sự lăn qua vạch vôi hay chưa. Đức Huy. Lỗi rồi. Hai tình huống chúng ta phải nhận bàn thua đều là những tình huống mang đến rất nhiều sự nuối tiếc. Bàn thua không đáng. Không đáng phải đón nhận dành cho chúng ta. Một lần nữa chúng ta lại phải rượt đuổi khi mà thời gian chính thức không còn nhiều. Xuân Trường. Quang Hải. Chân trái. Wow! Không thể tin nổi. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Thực sự đó là một khoảnh khắc xuất thần. Đúng nghĩa là xuất thần của Quang Hải. Nhưng nó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng. Đường cong quá mỹ miều. Không đội bóng nào tại giải đấu năm nay tạo ra nhiều cảm xúc đặc biệt như U23 Việt Nam. Rất tốt Đình Trọng. Sẽ có một quả phạt cho Qatar. Lúc này cầu thủ Qatar phải nói là vẫn còn nền tảng thể lực rất tốt, vẫn còn rất khỏe. Nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn rất muốn tránh những quả đá phạt như thế này. Dù có thế nào thì các cầu thủ U23 Việt Nam xứng đáng được tôn vinh. Chắc chắn là như vậy rồi. Họ đã là nhà vô địch trong lòng của người hâm mộ sau chiến thắng trước Iraq và càng xây chắc vị trí đó hơn nữa cho đến lúc này. Nhưng chúng ta sẽ phải rất tập trung ở tình huống này. Quả đá không tốt. Và chúng ta đã có thể thở phào. Đó là cú đá của Andrawi. Phút bù giờ đầu tiên. Phút bù giờ đầu tiên. Một màn rượt đuổi tỷ số tại sân Thường Châu. Và thêm một trận đấu nữa chúng ta trải qua rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt, những cảm xúc khác nhau. Những lo lắng, những hồi hộp, rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc, trong sung sướng. Năm phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai
Cho đến lúc này thì chúng ta đã có một sự thay đổi người từ vị trí của Đức Trinh và một sự hoán đổi khi Duy Mạnh rời sân. U23 Việt Nam vẫn còn một sự thay đổi người nữa. Nó sẽ là sự lựa chọn trong hiệp phụ nếu như hai đội phải bước vào hai hiệp đấu này. Lúc này thì trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn một quyền thay đổi cầu thủ. Phan Văn Đức. Hồng Duy. Đức Trình. Nguyễn Phong Hồng Duy. Quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Không hiểu là Moex Sali đang nói gì với Nguyễn Phong Hồng Duy. Và tôi không hiểu là ông Park Hang-seo đã có những toan tính gì trong các buổi tập để những điều chỉnh của ông lại hay đến vậy. Chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Phong Hồng Duy rõ ràng đã tạo nên một làn gió mới ở bên phía cánh trái. Những cơn lốc ở bên trái thực sự. Nhưng cái lạ là Duy gần như rất ít đá với đội hình này trong những trận đấu chính thức. Phút bù giờ thứ 3. Và Xuân Trường đang đứng trước quả đá phạt. Một bàn thắng vào lúc này sẽ là dấu chấm hết cho U23 Qatar. Quả đá phạt góc. Những áp lực mà chúng ta tạo ra trong những phút bù giờ này là rất đáng kể. Và khi Xuân Trường bước ra chấm đá phạt góc thì tôi lại nhớ lại khoảnh khắc mà Hà Đức Chinh đã mang đến ở trận tứ kết gặp U23 Iraq. Đúng là như vậy, tôi đang nhìn vào trận áo số 13, Quang Hải, dứt điểm, vẫn còn. Cú đá cuối cùng là của Phạm Văn Đức. Đình Trọng. Những đường chuyền dài của Đình Trọng cũng rất tốt. Văn Thanh áp sát cực nhanh. Đường chuyền của Văn Thanh, Đức Trinh. Sức ép cực lớn dành cho các cầu thủ U23 Qatar. Và thực sự là những phút vừa qua chúng ta đã khiến các cầu thủ Qatar hoảng loạn. Chúng ta vẫn được hưởng những quả đá phạt góc. Bên cánh phải sẽ do Quang Hải thực hiện. Cánh trái là do Xuân Trường. Quả đá của Quang Hải. Tiến Dũng. Vẫn còn. Vẫn còn. Vẫn còn. Đó là Xuân Mạnh. Trả bóng chính xác. Cú sút xa. Phút bù giờ cuối cùng rồi. Giải nguy chính xác. Hasim Ali. Những giây cuối cùng. Abdulrahman. Trọng tài sát hồi còi kết thúc thời gian chính thức và hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Như vậy là trận đấu thứ hai liên tiếp U23 Việt Nam phải bước vào thời gian thi đấu của hai hiệp phụ. Chúng ta đã mất quá nhiều sức